Clip này em Tuấn tiếp tục báo giá cho bác nhé. Cái dãy này em đã làm hết giá cho bác rồi, báo giá tất cho bác rồi. Đến đây rồi thì sang tiếp clip này em sẽ báo giá cho bác đôi 4, 5, 6 đôi này luôn. Em cũng làm nhanh và giá thì em báo rồi, bác nào hợp túi tiền thì liên hệ với em. Cảm thấy không thoải mái thì cứ tìm chỗ nào rẻ hơn nhất để mua. Đến luôn đôi loa này, đôi Godfather này cách đây cũng một tháng trước em có để cũng bán đôi này đi bác rồi. Đôi trước là đôi màu đen cơ, mà đôi trước màu đen nó còn 8 triệu mấy, đôi này 7 triệu 9 nhé. Đôi chữ 7 triệu 9, Godfather 9.5, 150W một loa, trở kháng 6 ohm, hàng Anh Quốc England. Vậy là đôi này 300W, vỏ màu vàng đẹp chưa, đẹp xuất sắc, hai cầu này, như này các bác biết rồi, được chưa? Chiều ngang, thùng nó, chiều ngang nó tầm 21, chiều sâu 30, cái căng, chiều cao là 1, 2, 3, 4, chiều cao 90, 7 triệu 9, đôi này 7 triệu 9 ạ, đây ạ, màng nhìn đẹp chưa bác, màng quá đẹp luôn, nhé. Chúng ta còn được. Sang đến đôi thứ hai, đôi này là siêu độc, siêu lạ, siêu hiếm luôn, siêu độc, siêu lạ, siêu hiếm, bác nhìn họ thiết kế nó rất là tỉ mỉ nhé, tất cả cái mặt trước này bằng nỉ nhé, bằng nỉ nhung, đây là những cái nỉ nhung, hàng đây đến từ Anh Quốc ạ. Đặc biệt là dòng này gân lõm, bát rất là sâu và uy lực. Riêng đôi loa nào của Anh Quốc thì em còn không dám nói to mồm, nhưng riêng đôi loa này em báo cáo bác là hàng này là hàng sản xuất rất là ít, có số lượng ít thôi và siêu độc luôn, hiếm luôn. Đây ạ, cái logo của nó đây. Sau đây em sẽ quay, tất cả bằng nỉ nhung hết bác nhé. Cái người ta lên cái lớp nỉ nhung này này thì để tránh cái tiếng âm thanh của nó vờ va trực tiếp vào gỗ mặt trước ấy, thì nó thoát ra nó rất là ấm mềm. Đôi này là cao tầm khoảng độ 1 mét, đôi này cao 1 mét, đôi này cao 1 mét, chiều ngang nó tầm 25-26, chiều sâu nó 30. Đôi này đến từ Anh Quốc, đôi này thì báo cáo bác là bao cho các bác độc lạ nhất Việt Nam luôn. Đây là đôi loa ASD 105, công suất 180W, vậy là đôi này có tổng công suất là 360W. Đây, hàng của Anh Quốc, England, hai cầu luôn, lỗ thông người đấy, hai cầu, thùng vách, báo cáo bác là thùng vách gỗ như mới luôn. Đôi này 15.900.000, mức giá thấp nhất cho bác. Các bác tham khảo giá toàn quốc, thoải mái tham khảo giá. Mà những đôi loa này các bác còn lấy, bác còn nó thách các bác khác kiếm loa đố kiếm được ngày, không kiếm được loại 15.900.000 đôi loa này. Sang tiếp tục đôi loa tiếp theo là có mức giá 6.900.000, đó là đôi loa Zamo. Con này là con Zamo nhé, con Zamo X3M. Con này được thiết kế bát này, bác nhìn bát hông này nhé, đây ạ, bát bên hông, bát bên... nó hơi nặng, từ từ đợi chút, đây ạ, ê căng này, cậy căng ra là bát, bát bên hông, Zamo X3M, lỗ thông hơi phía trước, con này rất là đẹp, con này cao tầm 80, 1, 2, đâu, hơn đấy, 1, 2, 3, tầm 80, hơn 80 một chút, chiều sâu hơn 30, chiều sâu tầm 35, chiều ngang tầm 19, đấy, cái căng đấy ạ, tép đằng trước, con này thì rất là đẹp rồi, 6.900.000, thông báo về thông số phía sau, con này hai cầu luôn ạ, Zamo X3M, 3M8, công suất max 200W một loa, vậy là công suất max của đôi này là 400W, 400W, trở kháng 4 ohm, hai cầu, hàng made in Denmark của Đan Mạch, dòng loa Đan Mạch thì các bác biết rồi ạ, bát ấm sâu máy, được chưa? Đấy, cho nó nhanh, khỏi đi vòng vèo, vòng vo lâu mất thời gian. Sang tiếp tục đôi bên cạnh nữa là đôi loa AR. Con AR này là mặt màu bạc. Con AR mặt màu bạc. Được. AR mặt màu bạc. Hiện tại ở trong clip này có hai đôi AR đều có mức giá 7 triệu 9 tất. Đây là đôi này mặt màu bạc này. Vỏ màu gọi là màu như kiểu màu ghi bạc. Và đây AR này nữa. Con này cũng 7 triệu 9. Nhá, cũng như nhau, vỏ màu vàng. Đấy, có hai con AR, một model. Được chưa ạ? 7 triệu 9 giá bằng nhau hết bác ạ.
Đá như nhau. Được chưa? Đây. Con này thì nó có bị một tí sun cái góc rồi bác nhé. Này này. Nhưng không ảnh hưởng đâu, không ảnh hưởng gì đâu bác nhé. Đi đè nó ấy vào góc không có gì. Không có gì bởi vì cái gỗ nó quá chắc này. Không ảnh hưởng gì cả. Dạ. Con này là con AR Start S40. S40 công suất 150W một loa, trở kháng 6 ohm. Độ nhạy 91 dB. Hai cầu ạ. Đều có hai cầu hết. Con này là con màu ghi. Còn sang đây, mời các bác sang tiếp theo, đó là con loa Focus Focus, một thương hiệu loa cực kỳ nổi tiếng đến từ Pháp nhé. Con này thì chấm hết rồi. Loa đến từ Pháp ạ. 125W một loa, trở kháng 8 ohm. Trong đó có 3.4 ohm mini là cái gì đây? Một loa đến từ Pháp. Đấy, được chưa ạ? 40213. Đây, 40213. Trùng nhau luôn nhá. Loa đến từ Pháp luôn bác nhé, đến từ Pháp. À, đôi này có mức giá là 15.900. 15.900. Một đôi loa đến từ nước Pháp, loa Focus, loa Pháp. Focus Pháp. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Đây là cái bạch trà các bạn. Bạch trà đây này. 15 triệu bác nhá, 15.900.000. Bác tham khảo giá thoải mái. Riêng thương hiệu loa Focus này. Con này mà không hay không lấy tiền. Có đỉnh. Nó là có nhu cầu liên hệ với em Tuấn nhá. Dạ. Thích đôi nào thì chụp ảnh lại cho em, gửi cho em. Thích đôi nào gửi chụp ảnh gửi em báo em. Chưa. Toàn loa Anh, loa Pháp. Đặc biệt là con AR này đỉnh này. Con AR này súp bên trong này. Con AR này 7 triệu 9 này. Đôi loa cột này 12 triệu 8 này. Con Calixson Distin 15XR này 10 triệu 8 này. Con Kép Q65.2 này 9 triệu 9 này. Con Wattfather này 6 triệu 9 này. Đôi loa audio acoustic này 6 triệu 9 này. Đôi kép Q65 này. Con này 65 nhé, con này 65.2. Con này 10 triệu 9 này. Con AR này 7 triệu 9. Con Wattfather này, để báo rồi, đấy báo rồi. Đúng không? Vâng.